cho nó ngủ đi, nó vừa ngủ vừa sáng rồi giờ làm gì nó ngủ không được, nó không đó. Hello.
đi quê tôi đi. Thôi bảo mọi người một quá khứ. Đéo lên. Đang tiếp mà. Anh cho bảo mọi người một quá khứ cho em. Một quá khứ à? Lắm hùng. Ca cho em. Hôm nay là mình xin xin chào các bạn. Đây là ngày vui của nhà anh Phương. Anh Thành năng lượng vui quá vui rồi. Lại tháng của em Phương. Lành tháng cha. Nói okay. Em Phương đi. Với vợ chồng của bạn hôm nay là dạ, cứ quay đi, cứ quay đi. Anh ấy đi gái á. Nè, hôm nay là lành tháng của em Phương. Anh với bé cũng xin bắt tay cái để chúc mừng em Phương lành tháng. Đó.